mẹ Nguyễn Thị Thứ đã từ biệt cõi đời, đi theo các con của mẹ. Về thăm mẹ Thứ hôm nay, khung cảnh xóm rừng quê mẹ như vắng hơn. Song trong tâm tưởng, mẹ Thứ vẫn còn đâu đây. Ngôi nhà mẹ ở năm xưa đã là di tích lịch sử. Cùng với các con của mẹ hôm nay còn có tấm hình của mẹ ấm cúng trong làn khói hương, trong nghĩa tri ân mà cháu con cũng như người dân ở mọi miền đất nước khi về với khúc ruột miền Trung, về với mảnh đất Quảng Nam nơi chôn nhau cách rốn của mẹ. Ngôi nhà của bà Lê Thị Trị, con gái mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, cũng là một bà mẹ Việt Nam anh hùng được Đảng, Nhà nước phong tặng vào ngày 30 tháng 4 năm 2007, cũng ở cạnh nhà mẹ Thứ. Bà chị năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe yếu hẳn đi từ khi mẹ Thứ qua đời. Sống cạnh mẹ Thứ lâu nhất, bà chị là người chứng kiến những nỗi đau vô tận mà mẹ Thứ phải gánh chịu trong đằng đẵng mấy chục năm trường, trong lửa đạn khói bom, cả quê thân yêu chìm trong hai cuộc chiến khốc liệt. Bà chị cũng mất chồng, mất con, nhưng bà phải đè nén nỗi đau riêng để chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ Thứ trước những nỗi đau gấp bội phần hơn và luôn dồn dập đến. Bởi bà chị cũng có đến hai con, đều là những thanh nữ ngã xuống ở tuổi đời 18 đôi mươi, trắng trong như những bông hoa trong vườn nhà, làng quê Thanh Quýt yêu dấu. Chồng bà chị là ông Ngô Tường cũng bị địch bắt giam cầm tại nhà lao Hội An và hy sinh trong một trận đòn tra tấn dã man của địch. Nỗi đau tựa với nỗi đau, bà chị tâm sự, bà có những nỗi đau riêng chung khó tách bạch, nhưng bà nhận mình là nỗi đau nhỏ nằm trong nỗi đau lớn hơn là mẹ Thứ phải chịu đựng tất cả khi hay tin các em hy sinh. Bà chị đều giấu mẹ, chọn lúc tinh thần kha khá mới tìm cách tin cho mẹ biết, bởi sợ mẹ gục ngã. Ở đây có đứa ngỏ tại đây, cái bỏ ngỏ liền. Bà nghe cái là bà ngỏ liền, mình ớn lắm. Cho nên là sợ không dú quá thôi. Để lao rồi cái cháu biết làm. Động viên quá thôi. Sau chiến tranh, nhiều người lính Mỹ và gia đình họ đã trải qua hội chứng chiến tranh Việt Nam thật khủng khiếp, thì những phụ nữ như hai mẹ con mẹ Thứ vốn phải chịu tận cùng nỗi đau và sự mất mát, lại dường như rất thanh thản về với cuộc sống đời thường như hạt lúa, củ khoai, một đời chân chất với đồng đất quê nhà. Mẹ chẳng hề nuôi lòng hận thù, thay vào đó là niềm vui mừng vì đất nước được hòa bình, đạn bom đã giáo tạnh. Mẹ mừng vì đã qua rồi những tháng ngày, pháo dập, pháo dồn, xóm trên xóm dưới, xóm rừng, xóm chay, máu loang nhà đổ. Còn cuộc sống thì cơ cực, khoai chạc, khoai chiều, sắn lát cõng cơm, mẹ mớm, mẹ đơm, hết nồi, hết trà. Những năm còn khỏe, ai đã từng đến thăm mẹ Thứ sẽ chẳng thể nào quên một người mẹ trông rất đẹp lão, hiền lành, lúc nào cũng móm mém nhai trầu, kể chuyện, hát hò khoan. Những năm cuối đời, tuổi cao, sức yếu, mắt mẹ bị mờ dần, rồi không thấy hẳn. Nhưng mẹ rất sáng suốt, minh mẫn, nhớ kỹ từng ngày kỵ cơm của chồng, của 12 người thân trong gia đình để nhắc nhở con cháu nội ngoại đừng quên một người nào. Chủ quan nước thì con nói mệt lắm. Đi vậy đi nước dành nước mình đủ à. Bộ đấy là nó đi toàn dân hết, cũng đi hết nè.
Nhưng nhà mình có mấy người tay, mấy người đi toàn dân, đi đánh dẹp mà, giữ nước. Mẹ Thứ sinh năm 1904, mất năm 2010, quê xóm rừng, nay thuộc thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vùng đất được mệnh danh là đất học, đất sinh ra những danh nhân, chí sĩ. Lớn lên trong gia đình có truyền thống yêu nước cách mạng. Chồng mẹ Thứ là cụ Lê Tự Trị, một người dân bám trụ kiên cường. Cả hai vợ chồng mẹ đều sinh ra, lớn lên ở cùng một xóm. Năm 18 tuổi, mẹ lập gia đình. Năm 20 tuổi, mẹ sinh đứa con gái đầu lòng là bà Lê Thị Trị. Cũng như mọi người phụ nữ ở khắp mọi miền đất nước, mẹ Thứ là cánh cò trong câu ca dao đất nước. Nhưng cánh cò ấy bay qua thời lửa đạn, phải chịu cảnh nước mất nhà tan, lầm than cơ cực. Sớm giác ngộ và đi theo cách mạng, nhà mẹ Thứ đã trở thành cơ sở cách mạng nuôi giấu những đàn con bằng những căn hầm bí mật, bằng những chiếc nồi bầy, nồi ba, và bằng cả tấm lòng người mẹ nồng ấm, chứa chan, xây thành lũy thép. Các con mẹ theo gương anh Trỗi, anh Lời, chị Vân, chị Lý đều cất bước ra đi. Có những cái lúc mà giấy bóng tử một thời gian ngắn mà hai ba anh hy sinh để thông báo cho mẹ biết, thì chắc chắn là người mẹ, mà đặc biệt là mẹ Thứ, đau khổ nhưng mà vẫn chấp nhận. Còn những người con tiếp theo cũng động viên đi lên đường. Mẹ Thứ có cả thầy 12 người con, gồm 11 trai và một gái đầu lòng, đã nghe lời ru của mẹ, lần lượt lớn lên, thấm đẫm từng câu ca trong nhọc nhằn mà yêu thương. Rồi đến lúc Tổ quốc gọi, mẹ Thứ lần lượt tiễn các con đi. Trong cùng một năm 1948, mẹ lần lượt nhận tin ba anh con trai đã hy sinh. Trong đó có hai cái tang chỉ cách nhau có 10 ngày. Mỗi lần nghe tin một đứa con hy sinh, mẹ cắn răng khóc thầm. Thế rồi, mẹ lại tiếp tục tiễn 6 người con còn lại lên đường đi chiến đấu. Đau đớn thay, 5 trong 6 người con của mẹ lại tiếp tục nằm xuống. Mọi mong mỏi của mẹ chỉ còn dồn vào anh Lê Tự Chuyển, biệt động thành Sài Gòn. Nhưng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh cũng đã hy sinh. Ông thằng nói là thằng thứ ba đó, thì tao biết, hy sinh ngày cái phán Sài Gòn. Vợ chồng ở Hải Công, cứ ở Hải Công nó đi ra cái giải phóng Sài Gòn, ra cái hy sinh. Cái mình giấu bây giờ tôi không cho bà biết, sao với cho biết, cho bà biết bà chết luôn. Bà cứ nói thiệt ra này, là dọc máu mà đã đứt đây thì đã hy sinh đây á, mà như thế vô các anh được. Nhưng vì cái chuyện mà độc lập dân tộc, bảo vệ cho quê hương nói chung và gia đình bởi nói riêng, chứ cuộc sống mà cực khổ như thế này mà nó không có cái tồn tại gì cho đến cái con người, thì dù còn một vài đứa hay là còn những người khác cũng được, mà dân độc lập thì bà thấy cũng vẫn cỡ. Hậu chiến tranh ấy, mình thấy là rất bình thường, nhưng đến bây giờ mình thấy là cái giá trị đó là rất cao. Có cái ông mà hy sinh ở nhà đó thì coi như là không có tuổi hén á, là bà mới thỏa mới là dù con chết nhưng mà chứng thật là con của mình hy sinh như đứa như đứa. Ở khác nhiều chứ mấy đứa kia là chỉ có, mấy người kia là chỉ có khắc thầm thôi, đứa đâu có giống khác. Còn nhớ trước ngày mẹ Thứ mất 2 năm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong lần về Quảng Nam đã đến xóm rừng
ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn thăm mẹ Thứ. Cầm tay mẹ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xúc động nói: "Mẹ đã tiếp thêm nghị lực cho chúng con vững bước. Mẹ là mẹ Việt Nam anh hùng." Mẹ Thứ lúc đó cũng như bây giờ, mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng chịu nhiều hy sinh nhất và cũng sống lâu nhất trong gần một vạn bà mẹ Việt Nam anh hùng của đất nước. Chợt nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Lê Anh Dũng: "Thời gian xin đừng trôi mau, mẹ bây chờ mây trắng trên đầu, sóng dâng trên trán, xin cho mẹ phút giây thanh thản." Hay: "Mẹ ngồi bên chín bát hương, chín bát cơm cúng niềm thương dâng đầy. Chiều cuối năm khói hương bay, tràn sang mắt mẹ cay cay phận người." Câu hát: "Chín đứa con ra đi, không một đứa trở về, ở đâu đó lại như vọng về." Còn nhớ lúc đó mẹ Thứ nằm trên chiếc giường nhỏ kê ở góc nhà. Căn nhà của mẹ phần lớn không gian đều dành để các áng thờ những người con của mẹ. Chiếc xe lăn lâu nay đã vắng dáng ngồi của mẹ. Mẹ chỉ còn quanh quẩn với chiếc giường. Giữa làn khói hương ngan ngát, ở đâu trong căn nhà cũng như hiện hữu hình ảnh những đứa con của mẹ. Những đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra đã nằm lại ở khắp các chiến trường trong nỗi nhớ khôn nguôi của mẹ. Những đứa con ở mọi miền tổ quốc đã về với mẹ để được ngồi bên mẹ, để được nắm tay mẹ, để được gọi hai tiếng mẹ ơi. Bởi tất cả chúng con hôm nay đều là con của mẹ. Thật sự, chúng ta không bao giờ hiểu hết những khắc nghiệt mà mẹ đã trải qua, những hy sinh mất mát quá sức chịu đựng của một con người mà mẹ đã gánh chịu. Những nỗi đau không biết có nỗi đau nào hơn thế nữa. Còn có nơi đâu trên trái đất này còn có người mẹ nào như mẹ Thứ ở Quảng Nam? Vì độc lập tự do của dân tộc, mẹ đã hiến dâng cả đàn con cho đất nước. Và rồi tất cả nỗi đau đều dồn nén vào lòng mẹ. Và mẹ Thứ đã vĩnh viễn ra đi cách đây gần 7 năm vào thời điểm làm sao quên được. Đó là vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 2010, từ mọi miền khắp đất nước, hàng đoàn người đến xóm rừng xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để tiễn mẹ về với cõi vĩnh hằng, về gặp các con, các cháu của mẹ, gặp lại những bà mẹ Việt Nam anh hùng trên mảnh đất Quảng Nam trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Không ở đâu có người mẹ đi qua những tang thương của chiến tranh rồi được quê hương đất nước ôm ấp trong hòa bình như vậy. Mẹ đã sống đến tuổi xưa nay hiếm, hưởng thọ 106 tuổi. Giờ đây mẹ đã về giữa lòng đất quê hương yêu dấu Quảng Nam, sẽ không còn nữa cảnh người mẹ mù lòa nghe gió đùa phên cửa, hoảng hốt giật mình tưởng các con về, rồi lại mò mẫm lần sờ từng di ảnh, gọi tên từng đứa đã nằm lại tận những miền đất xa xôi. Xin mẹ hãy thanh thản đi vào cõi thiên thu. Một đời mẹ Thứ với nỗi đau chạm đáy, nỗi khổ cụng trần, đồng cảm nỗi đau của mẹ. Một nhà báo có mẹ là mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh, có 4 con là liệt sĩ. Trong những năm tháng tác nghiệp của mình trên quê hương đất Quảng, đã có nhiều kỷ niệm, bức ảnh ghi được khoảnh khắc hết sức đặc biệt mẹ Thứ giữa đời thường. Nhớ nhất, đó là khi mẹ làm bổn phận công dân của một cử tri, bỏ lá phiếu bầu cử quốc hội,
và là ngày giỗ đứa con thứ bảy của mẹ, đã chia sẻ. Năm 2004, thì lúc đó thì cũng nhân cái dịp 27 tháng 7, thì trước đó tôi vào thì vô tình thì tôi bắt gặp một đám giỗ. Trước 27 tháng 7 tôi vào đám giỗ, thì đám giỗ đứa con thứ bảy của mẹ. Thì trong cái bữa giỗ đó thì thực tế là giỗ đứa con thứ bảy, nhưng mà cũng là gần như giỗ của chín đứa con. Thì tôi thấy chín ngọn đèn nó đương lung linh, bởi tôi nghĩ chín ngọn đèn này không những biểu tượng cho chín đứa con của mẹ, nhưng biểu tượng cho cái ánh sáng của một thời mẹ với những ngọn đèn này tiễn những đứa con của mình nó ra trận. Với người lính sinh ra từ mảnh đất Điện Bàn này cũng vậy. Chúng tôi đã gặp anh đúng ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, khi anh cùng một số cựu chiến binh về thắp hương cho mẹ Thứ ngay tại mộ mẹ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn. Anh chính là tác giả trường ca Mẹ Thứ. Mẹ Thứ không chỉ vĩ đại bởi sự hy sinh lớn lao, mà mẹ còn vĩ đại bởi cốt cách đời thường, trung trinh, trong sáng, không hề gợn một chút tư lợi, đòi hỏi công lao cống hiến. Trong suy nghĩ của mẹ, cuộc chiến tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, cả nước mình đi đánh giặc, chứ có riêng gì gia đình mẹ đâu. Bà là một cái biểu tượng cho cái sự hy sinh rất là bi tráng của dân tộc ta trong cuộc chiến. Phía trước là huân chương, nhưng mà phía sau là nỗi đau. Nhưng mà mẹ vượt qua cái nỗi đau đó, và bà như một cái cây gió mà nó nhiều vết binh bom đạn trở thành trầm rồi. Bà mẹ, cái tuổi mẹ là tuổi trầm, trở thành một cái biểu tượng về sức hy sinh, sức chịu đựng của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà tiêu biểu nhất cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước chúng ta về hy sinh này, sự chịu đựng này, vượt qua mọi cái nỗi đau để sống tồn tại đây. Trong lòng tôi nhớ bà mẹ, mỗi lần về với mẹ tôi cảm giác như mẹ của mình. Mình là thằng lính về thăm bà mẹ. Bà hát hò khoan rất hay, với đôi tay bà trời ơi hơn 100 tuổi, mỗi tay nó nõn nục, nõn nà, nó mềm mại lắm. Ngày xưa bà dệt vải, rồi bà có những cái nồi mười á, cái nồi mười mà đã từng nuôi sống cả một đại đội văn thanh. Cũng chỉ bằng ngôn ngữ thơ thôi, nhưng hình ảnh mẹ Thứ như khắc vào bia đá, như khắc vào trời xanh. Chạm tượng đài mẹ, chạm chịu khó, chịu thương, đảm đang kiên trung, bất khuất. Chạm nỗi đau tầng tầng chất ngất, chạm hải đảo biên cương, kẻ còn người mất. Chạm niềm thương, điệp trùng nỗi nhớ. Trong lòng tưởng, nghe từng hơi thở, chuyện mẹ anh hùng, đồng vọng xưa sau. Dẫu ai cũng biết, mẹ Thứ cũng như những bà mẹ Việt Nam anh hùng trên đất nước này, không ai sinh ra mong muốn để được dựng tượng đài, càng không ai mong muốn nỗi đau của mình được đắc tô thành tượng. Tâm đắc nhất là được lấy cái nguyên mẫu mẹ Thứ để làm biểu tượng cho các bà mẹ Việt Nam. Vì bà mẹ Thứ thì bà có một cái nét đẹp rất là đặc biệt. Nét đẹp nó vừa có cái nét đẹp dung dị nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà nó lại có những cái nét nó thể hiện một cái người phụ nữ mà nó có một cái nghị lực rất là lớn lao. Cái đóng góp của mẹ rất lớn, lớn lắm đấy, lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Mẹ đã góp hầu hết tất cả những đứa con của mình cho đất nước, cho tổ quốc. Bản thân cái tượng đài đó nó cũng đã thể hiện một con người đã được sinh ra, đã được mọc lên từ trong lòng đất ấy, trong cái vùng đất anh hùng ấy. Nói đến người mẹ Việt Nam anh hùng là chúng ta nói đến cái sự hy sinh rất là cao cả, từ cái việc mang nặng đẻ đau để rồi sinh ra những người con mà người mẹ phải giáo dục
cái ý chí với tinh thần yêu nước, rồi với cái tinh thần quả cảm để tham gia làm sao là xong hết giặc thì ta mới về. Cũng rất tự hào ngày nay Quảng Nam được chọn là cái quê hương để xây dựng cái tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng mà lấy chân dung của mẹ Nguyễn Thị Thứ. Thì tôi cho đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn và rất là ý nghĩa sâu sắc. Và từ khi có cái biểu tượng Mẹ Việt Nam Anh Hùng đến nay thì tôi cho rằng người dân không chỉ trong đất nước chúng ta mà cả thế giới đều hiểu đến cái cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của chúng ta. Mẹ Thứ đi vào cõi vĩnh hằng để đi vào bất tử. Tượng đài về mẹ là để gửi gắm nỗi khát khao ngàn đời của các bà mẹ, của cả dân tộc Việt Nam về hòa bình, về sự bình yên cho cuộc sống, cho mọi nhà và con cháu mai sau. Khát vọng của mẹ là khát vọng mùa xuân vĩnh viễn mà nhân loại trên hành tinh này luôn hướng đến. Và hôm nay đây, những đoàn người ở khắp mọi miền đất nước đã về bên tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng trong cảm xúc thiêng liêng, cao quý về hình ảnh của người mẹ tổ quốc. Nỗi đau, sự mất mát của mẹ Thứ, của các mẹ Việt Nam Anh Hùng trên đất nước Việt Nam luôn nhắc nhở chúng ta không bao giờ được quên sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ cùng những người mẹ bất tử của quê hương. Còn nhớ thua ấy muôn chiều con vươn cao, dập tắt khói lửa điểm mẹ thôi hanh hao. Đã qua đi mau, thua trong lao đao thân có lầm lỗi. Rồi nơi lớp lớp đàn con sau, lòng hằng ước muôn mai mẹ thanh cao. Xây đài hoa không tên từng ngày xin dâng lên, rằng người mãi giang đưa.